Mời quý vị và các bạn đón xem chuyên mục Trang địa phương do Đài Phát thanh và Truyền hình huyện Thường Xuân thực hiện tuần này. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Huyện Thường Xuân đẩy mạnh tích tụ tập trung đất đai, đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghệ cao. Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên đầu tư hơn 14 tỷ đồng xây dựng đường lên cây di sản Pơ Mu, Sa Mu. Xây dựng đơn vị chính quy xanh sạch đẹp ở Ban Chỉ huy quân sự huyện Thường Xuân. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua trên địa bàn huyện Thường Xuân, việc tích tụ tập trung đất đai để hình thành vùng sản xuất chuyên canh cây trồng hàng hóa đã phát huy hiệu quả. Ủy ban Nhân dân xã Xuân Dương đã tạo điều kiện cho người dân thực hiện tích tụ tập trung 90 ha tại 3 thôn Vụ Bản, Tân Lập và Xuân Thịnh. Trước đây diện tích sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, hiệu quả kinh tế không cao nên người dân không mặn mà với sản xuất nông nghiệp, nhiều diện tích đất bị bỏ hoang. Từ năm 2015 đến nay, sau khi thực hiện tích tụ tập trung đất đai, địa phương đã tiến hành quy hoạch vùng trồng lúa năng suất chất lượng cao với diện tích hơn 70 ha, năng suất bình quân từ 65 đến 70 tạ một ha một vụ, hiệu quả kinh tế cao gấp 1,3 lần so với trước đây. Trong quá trình sản xuất, người dân được hỗ trợ về kỹ thuật chăm sóc, sử dụng các loại giống có năng suất chất lượng cao, áp dụng cơ giới hóa đồng bộ. Những năm qua, huyện Thường Xuân đã tập trung dồn điền đổi thửa, tích tụ tập trung được hơn 500 ha để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Theo đó, huyện đã hình thành được vùng lúa thâm canh với diện tích 200 ha tại các xã Ngọc Phụng, Xuân Dương, Thọ Thanh, 250 ha mía thâm canh tập trung tại xã Thọ Thanh, Xuân Dương, cây ăn quả tập trung tại xã Thọ Thanh, Ngọc Phụng, Luận Thành với diện tích gần 50 ha. Vùng sản xuất rau an toàn tại xã Xuân Dương, Thọ Thanh, Ngọc Phụng, cây thức ăn chăn nuôi 65 ha tại xã Thọ Thanh. Việc tích tụ tập trung đất đai để sản xuất quy mô lớn mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn từ 1,5 lần trở lên so với sản xuất nhỏ lẻ trước đây. Từ đó hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác đầu tư sản xuất nông nghiệp hàng hóa công nghệ cao. Nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng tại Bản Vịn, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, bên cạnh việc hướng dẫn cho người dân trong thôn chỉnh trang lại nhà cửa, đường xá, trồng hoa trên các tuyến đường, tập huấn về du lịch, khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên đã đầu tư hơn 14 tỷ đồng xây dựng 6 km đường đi bộ lên cây di sản Pơ Mu, Sa Mu. Sau hơn một năm xây dựng, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 3 năm 2020, bao gồm 1,8 km đường bê tông dành cho ô tô, xe máy và hơn 4 km đường bậc bê tông có tay vịn dành cho người đi bộ lên khu vực cây di sản. Công trình hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng không những góp phần làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, mà còn thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái, tham quan, trải nghiệm, khám phá khu rừng nguyên sinh với quần thể cây Pơ Mu, Sa Mu hàng nghìn năm tuổi, với nhiều loài động thực vật quý hiếm gắn với phát triển du lịch cộng đồng homestay của đồng bào Thái tại Bản Vịn, xã Bát Mọt. Nếu như trước đây, để đi từ Bản Vịn vào đến cây di sản, du khách phải đi mất khoảng 3 giờ đồng hồ, thì nay rút xuống chỉ còn một nửa. Vì vậy, du khách có nhiều thời gian để trải nghiệm và hưởng thụ cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, khám phá nhiều điều mới lạ trong rừng nguyên sinh. Sau một ngày trải nghiệm trở về Bản Vịn, du khách sẽ được thưởng thức các món ăn độc đáo của đồng bào dân tộc Thái, được tham gia nhảy sạp, khua luống và nghỉ dưỡng tận hưởng không khí trong lành với khung cảnh nguyên sơ hùng vĩ của núi rừng Thường Xuân. Trong những năm qua, bên cạnh việc thực hiện tốt các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời bình, thì việc xây dựng doanh trại chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại cùng với không gian xanh sạch đẹp là một nội dung quan trọng được Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện Thường Xuân hết sức chú trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thực hiện chỉ lệnh hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 về tổ chức hội thi xây dựng doanh trại chính quy xanh sạch đẹp, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện Thường Xuân đã phổ biến quán triệt nội dung của phong trào thi đua đến 100% cán bộ, đảng viên, quân nhân chuyên nghiệp trong cơ quan một cách nghiêm túc, kịp thời ra nghị quyết chuyên đề với những chủ trương, biện pháp lãnh đạo chỉ đạo và thống nhất trong triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phong trào thi đua phù hợp trong từng giai đoạn, trong đó lực lượng hậu cần là lực lượng nòng cốt trong tổ chức thực hiện. Phát huy nội lực bằng nguồn vốn tiết kiệm từ tăng gia sản xuất, hàng năm đầu tư mua sắm các trang thiết bị phục vụ đời sống bộ đội như mua tủ, bàn ghế, tivi, điều hòa, tủ lạnh, bảo đảm cho công tác sinh hoạt của bộ đội. Cùng với đó, Ban Chỉ huy quân sự huyện thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp giữa phong trào thi đua quyết thắng với phong trào thi đua đang phát động như phong trào xây dựng đơn vị chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện,
xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, phong trào quản lý khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông, đơn vị nuôi quân giỏi quản lý tốt, đơn vị quân y nắm tốt, chiến sĩ quân y làm theo lời bác, đơn vị quản lý tài chính tốt, phong trào xây dựng đảng, rèn luyện đội ngũ đảng viên, nhất là đối với cán bộ đảng viên ngành hậu cần, tạo cho phong trào phát triển ngày càng sâu rộng, sôi nổi. Đối với phạm vi ban tham mưu chúng tôi thì đã thực hiện nghiêm cái nghị quyết của Đảng ủy quân sự huyện về chuẩn bị các cái nội dung, mô hình học cụ, vật chất, huấn luyện, cũng như là xây dựng chính quy doanh trại xanh, sạch, đẹp, hệ thống biển bảng, pano áp phích ở trong phạm vi cơ quan đơn vị đã được củng cố, kiện toàn và bổ sung đầy đủ theo đúng mẫu biểu hướng dẫn của cơ quan cấp trên. Đặc biệt là trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì đã tận dụng triệt để cái ngày công của anh em cán bộ, sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp trong cơ quan, trong việc tổ chức xây dựng cơ quan, bảo đảm theo đúng hướng dẫn của cấp trên, phục vụ cho hội thi và quyết tâm của cơ quan là trong cái hội thi lần này thì sẽ đạt cái đơn vị dẫn đầu trong cái chung của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Nhằm tạo nguồn thực phẩm dồi dào, góp phần cải thiện bữa ăn cho cán bộ chiến sĩ, đơn vị đẩy mạnh hoạt động tăng gia sản xuất, đáp ứng yêu cầu về lương thực, thực phẩm cho bữa ăn hàng ngày của cán bộ chiến sĩ tại đơn vị, như quy hoạch khu vực tăng gia sản xuất, chăn nuôi, tạo nguồn rau sạch và thực phẩm như thịt lợn, thịt gà. Hàng ngày ngoài giờ làm việc, đơn vị thường xuyên tổ chức cho cán bộ chiến sĩ tăng gia sản xuất. Thực hiện cái chỉ lệnh công tác hậu cần năm 2020 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, ban hậu cần chúng tôi đã tham mưu cho Đảng ủy chỉ huy xây dựng các cái kế hoạch thường xuyên để bảo đảm cho các cái nhiệm vụ. Thứ hai là tích cực tham mưu cho Đảng ủy chỉ huy về cái công tác kỹ thuật bảo đảm vũ khí trang bị cho cơ sở, tích cực xây dựng các cái hệ thống kế hoạch. Song song với đó, đơn vị đã thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, nhân viên thực hiện khẩu hiệu giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm về công tác quản lý sử dụng, doanh cụ, doanh trại. Hàng năm đơn vị kiểm kê, kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng, thanh lý, xử lý những doanh cụ, dụng cụ đã hết niên hạn sử dụng và tiến hành bổ sung kịp thời, đầy đủ về số lượng, đồng bộ về chủng loại, việc bố trí sắp xếp theo đúng quy định của công tác tham mưu. Đến nay, 100% cán bộ chiến sĩ có đủ giường nằm, bàn ghế làm việc, tủ tài liệu và bảo đảm dụng cụ sinh hoạt theo Nghị định 65 của Chính phủ. Lực lượng vũ trang huyện đã kịp thời tham mưu cho huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, quy hoạch đất quốc phòng để đảm bảo cho công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng công trình của đơn vị quân đội được thuận lợi. Nhờ đó, phong trào xây dựng doanh trại chính quy xanh sạch đẹp đã trở thành một hoạt động hết sức có ý nghĩa, đạt nhiều kết quả khả quan. Thực hiện chỉ thị của Thủ trưởng các cấp về tổ chức hội thi doanh trại chính quy xanh sạch đẹp, bản thân tôi đã được quán triệt đầy đủ và sâu sắc các chỉ thị nghị quyết của cấp ủy đảng, đặc biệt là nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy quân sự huyện. Qua đó tôi nhận thức được đây là phong trào thi đua có ý nghĩa rất quan trọng trong chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Từ khi đơn vị chuyển sang khu xây dựng mới, từ nguồn quỹ vốn của đơn vị và sự ủng hộ đóng góp của cán bộ quân nhân chuyên nghiệp, đơn vị đã chủ động mua sắm cây cảnh, xây dựng khuôn viên để thực hiện thắng lợi phong trào thi đua, đạt kết quả cao trong hội thi doanh trại chính quy xanh sạch đẹp. Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua xây dựng doanh trại chính quy xanh sạch đẹp, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thường Xuân đã góp phần tạo bước đột phá, làm chuyển biến chất lượng các mặt công tác, làm cơ sở cho việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt, bảo đảm tốt công tác sẵn sàng chiến đấu cũng như nhiệm vụ thường xuyên. Chương trình Trang Địa Phương đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi thông tin đến chương trình và đóng góp cho chương trình xin được gửi về theo địa chỉ Phòng Biên tập chương trình Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Đại lộ Hùng Vương, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa. Email btct.ttv@gmail.com. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.